Thống đốc vùng Belgorod thừa nhận nước Nga trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh. Tổng thống Ukraine tuyên bố đã chốt thời điểm phản công. EU cho rằng Nga sẽ không đàm phán trừ khi chiến thắng. Nga tuyên bố đáp trả vì phương Tây đào tạo phi công F-16 cho Ukraine. Căng thẳng tột độ, Cộng hòa Séc cảnh báo về cuộc chiến giữa NATO và Nga. Tổng thống Nga ký quyết định bãi bỏ hiệp ước giới hạn thiết bị quân sự thông thường ở châu Âu. Tin tức khác đáng chú ý, NATO xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo bị tấn công vô cớ. Syria bắn hạ 2 trong số 6 quả bom Israel dội xuống Damascus. Tokyo chuẩn bị tiêu diệt bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa Nhật Bản. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 29 tháng 5, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod của Nga, khu vực nằm sát biên giới Ukraine, cho biết Moscow trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Kiev và kêu gọi Nga sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine nằm sát sườn xứ Bạch Dương. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Russia 24, ông Gladkov nhấn mạnh, trên thực tế, chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh với Ukraine. Dù muốn hay không, điều đó cũng đang xảy ra. Tờ báo độc lập của Nga The Moscow Times bình luận, chia sẻ trên của vị thống đốc là một sự thừa nhận hiếm hoi từ trước đến nay của quan chức Nga về quy mô cuộc xung đột ở Ukraine và cách chiến sự đã lan sang xứ Bạch Dương như thế nào khi ông dùng từ chiến tranh thay cho chiến dịch quân sự đặc biệt theo cách gọi của Điện Kremlin. Hồi tuần trước, vùng Belgorod đã ghi nhận một cuộc tấn công vũ trang của các chiến binh Nga có tư tưởng cực đoan chống lại Điện Kremlin. Moscow sau đó cáo buộc Ukraine dàn dựng vụ việc này. Ông Gladkov cho biết đã có ít nhất 6 phần tử phá hoại đã vượt qua biên giới Nga vào Belgorod và tiến hành vụ tấn công nhưng không cho biết thêm chi tiết. Kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra, vùng Belgorod, khu vực nằm đối diện thành phố Kharkiv lớn thứ hai Ukraine, đã báo cáo hàng trăm vụ pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái, được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, ông Gladkov cũng kêu gọi Điện Kremlin cần nhanh chóng sáp nhập khu vực Kharkiv của Ukraine như một cách để ngăn chặn các cuộc tập kích vào Nga. Đồng thời, theo ông, nếu được sáp nhập vào Nga, thì Kharkiv sẽ trở thành một phần của Belgorod và nhờ đó tạo ra một vùng đệm ngăn xung đột lan rộng. Hồi tháng 9 năm 2022, lực lượng Nga đã triệt thoái khỏi trung tâm và vùng ngoại vi thành phố Kharkiv do một cuộc phản công của Ukraine. Moscow cho biết đây là một cuộc rút lui chiến lược, trong khi phía Kiev lại khẳng định đã phản công hiệu quả và đánh bật lực lượng Nga khỏi khu vực. CNN cập nhật, trong bài phát biểu vào khuya ngày 29 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu thông điệp đáng chú ý rằng Kiev đã quyết định được thời điểm phản công. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, như thông thường, tham mưu trưởng liên quân và các chỉ huy chiến dịch sẽ trực tiếp thông báo với cấp dưới của mình, không chỉ về nguồn cung đạn dược, hoạt động đào tạo các lữ đoàn mới và chiến thuật của quân đội. Họ cũng phải nêu rõ với binh sĩ thời điểm phản công, đó là điều quan trọng nhất. Đó là thời điểm chúng ta sẽ tiến lên, chắc chắn chúng ta sẽ làm điều đó. Các quyết định quan trọng đã được đưa ra. Trước đó, chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine, ông Oleksiy Syrsky cũng đã thăm quân đội đóng gần thành phố phía đông Lyman và nói với binh lính tại đây rằng thời gian phản công chống lại lực lượng Nga đang đến gần. Tôi đã gặp chỉ huy các đơn vị và quân khu nhận nhiệm vụ tại những điểm giao tranh căng thẳng nhất ở tiền tuyến, đồng thời thảo luận về tình hình hiện tại trong khu vực và các địa điểm tác chiến. Tôi lưu ý với các binh sĩ rằng thời gian phản công sắp đến gần và giao những nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị cho kế hoạch đó, ông Syrsky viết trên Telegram hôm 29 tháng 5. Trong khi đó, cao ủy đối ngoại EU Joseph Borrell hôm 29 tháng 5 nói rằng ông không lạc quan về diễn biến xung đột ở Đông Âu trong mùa hè này, đồng thời nói thêm rằng ông tin Nga sẽ chỉ đàm phán khi giành được chiến thắng. Theo CNN, phát biểu ở Barcelona, Tây Ban Nha, ông Borrell nói, tôi không lạc quan về những gì sẽ xảy ra ở Ukraine vào mùa hè này. Tôi thấy đôi bên đều đang tập trung lực lượng. Ý định giành chiến thắng của Nga là quá rõ ràng. Moscow sẽ không ngồi vào bàn đàm phán trừ khi thắng lợi. Tuyên bố trên được ông Borrell đưa ra sau khi Moscow tiếp tục dội bão tên lửa xuống Kiev vào hôm 29 tháng 5, chỉ vài giờ sau đợt không kích
ở cả thủ đô và nhiều khu vực khác trên khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận quân đội đã không kích các sân bay của không quân Ukraine và phá hủy tất cả mục tiêu. Tối nay, không quân Nga đã tung hàng loạt vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không vào các sân bay của đối thủ. Kết quả là các căn cứ chỉ huy, trạm radar, cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược của không quân Ukraine đều đã bị tấn công, phía Moscow tuyên bố. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang. Hôm 29 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp trước việc các quốc gia phương Tây đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Theo Sputnik, trong chuyến thăm Kenya, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Đan Mạch và Hà Lan tích cực tham gia đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16, chủ yếu là để làm hài lòng các cường quốc đối tác khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai nước này đang tích cực theo đuổi đường lối của Washington trong các vấn đề châu Âu. Về phản ứng của Nga, tôi cam đoan các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ có cách đáp trả phù hợp. Sputnik bình luận, tuyên bố của ông Lavrov là phản ứng của Điện Kremlin khi các quốc gia phương Tây thành lập một liên minh quốc tế về việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine nhằm vừa huấn luyện vừa đối phó Nga. Một số quốc gia trong liên minh này đã tình nguyện tổ chức các khóa đào tạo cho phi công Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa thống nhất thời điểm chính thức. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ, nhà sản xuất chính của dòng tiêm kích F-16 cho biết, việc chuyển giao máy bay cho Ukraine có ý nghĩa lâu dài, chứ không phải hoạt động ngắn hạn. Phía Nga tất nhiên sẽ phản đối điều này. Moscow đã khẳng định mọi động thái chuyển giao F-16 cho Ukraine là hành động leo thang căng thẳng và cảnh báo chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Trong một diễn biến khác, khi được hỏi về quan điểm của Nga liên quan đến sáng kiến hòa bình châu Phi, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, về sáng kiến hòa bình châu Phi, tôi nghĩ cả Washington và London có lẽ sẽ không chấp nhận vì họ luôn tuyên bố công khai sẽ chỉ chấp thuận cái gọi là công thức hòa bình Zelensky. Để tôi nhắc cho bạn biết, công thức này có nghĩa là Nga phải rút khỏi Crimea, Donbass, Kherson và Zaporizhia. Ngoài ra, Nga còn phải thanh toán cái gọi là khoản bồi thường chiến tranh. Và chỉ sau tất cả những điều này, Ukraine mới đồng ý ký kết cái gọi là Hiệp ước Hòa bình. Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết ông đã thay mặt các nước châu Phi nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Đông Âu hiện nay, đồng thời trình bày cho cả hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine các sáng kiến hòa bình của Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda và Ai Cập. Tướng Karel Redka, Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Séc, mới đây đưa ra cảnh báo xanh rần. Ông nói rằng chiến tranh giữa NATO và Nga là điều tồi tệ nhất trong các cuộc xung đột tiềm tàng trên thế giới. Tuy nhiên, các nước không thể loại trừ khả năng này. Theo TASS, phát biểu tại một hội nghị của Quốc hội Cộng hòa Séc hôm 29 tháng 5, ông Redka lưu ý, chúng tôi xem cuộc chiến giữa Nga và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là viễn cảnh cực kỳ tồi tệ, nhưng nó không phải là không thể xảy ra. Điều đó hoàn toàn có thể. Ông còn cho biết, lực lượng vũ trang của nước này đang cố gắng chuẩn bị cho một cuộc xung đột bạo lực tiềm tàng với Nga vì Moscow đang trên đà hướng tới một cuộc chiến với NATO. Vì Tổng tham mưu lấy tình hình ở Ukraine ra làm ví dụ và khẳng định đất nước ông cần củng cố an ninh, đặc biệt chú ý đến nỗ lực thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Ông cũng cảnh báo những người tham dự hội nghị về mối đe dọa từ việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Hiện Nga và Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về những đánh giá trên của tướng Redka. Đáng chú ý, Sputnik hôm 29 tháng 5 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, dù trước đó Moscow là một trong những quốc gia tham gia tích cực nhất. Giải thích về việc rút khỏi Hiệp ước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc tham gia hay không sẽ không ảnh hưởng đến các chiến lược của Moscow. Trước khi ký quyết định này, Điện Kremlin cũng đã thảo luận với các cơ quan chuyên môn, bao gồm Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga. Theo đó, Ủy ban này cũng đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ về việc bãi bỏ Hiệp ước trong một cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Được biết, Hiệp ước CFE đã được đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên Hiệp ước Warsaw ký kết tại thủ đô Paris của Pháp vào năm 1990.
hiệp ước đã đưa ra các giới hạn đối với các loại thiết bị quân sự thông thường ở châu Âu và quy định việc tiêu hủy vũ khí dư thừa. Năm 1999, một phiên bản cập nhật của hiệp ước đã được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Istanbul của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, trong bối cảnh khối hiệp ước Warsaw bị tan rã sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và với việc NATO mở rộng. Tuy nhiên, phiên bản điều chỉnh này chỉ được Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine phê chuẩn. Năm 2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của nước này vào CFE, cho đến khi các nước NATO phê chuẩn thỏa thuận thích ứng và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ của họ được quy định trong tài liệu. Ở thời điểm đó, Nga vẫn là một bên tham gia hiệp ước một cách không chính thức. Liên quan đến sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, Nga hôm 29 tháng 5 nói rằng thỏa thuận có thể sẽ không còn hiệu lực trừ khi thỏa thuận mà Liên Hợp Quốc đạt được với Moscow về việc gỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc Nga được thực thi. Theo Reuters, trong chuyến thăm thủ đô Nairobi, Kenya, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói, nếu mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ như hiện tại, có lẽ cần nhìn nhận vào thực tế rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ không còn nữa. Được biết, thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm ngoái, yêu cầu Liên Hợp Quốc giúp Nga tháo gỡ mọi rào cản đối với hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của nước này trong 3 năm. Tuy nhiên, ông Lavrov nói rằng thỏa thuận không hề được thực thi. Reuters cho biết, thỏa thuận nói trên giữa Nga và Liên Hợp Quốc đạt được cùng thời điểm với thỏa thuận đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và thực phẩm ở Biển Đen từ Ukraine. Trong tháng này, Moscow đã miễn cưỡng đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng, cho đến ngày 17 tháng 7, nhưng lưu ý các bên cần phải đảm bảo nhiều lợi ích hơn cho Nga. Ông Lavrov còn bức xúc cho biết, chưa đến 3% nguồn ngũ cốc xuất khẩu theo sáng kiến Biển Đen được cung cấp cho các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Chuyển sang tình hình ở các điểm nóng khác, TASS hôm 29 tháng 5 cho biết, NATO xác nhận một số quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo, gọi tắt là KFOR, do liên minh này lãnh đạo đã bị thương do các cuộc tấn công vô cớ. NATO đồng thời yêu cầu các bên liên quan chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Đại diện NATO hôm 29 tháng 5 tuyên bố, chúng tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công vô cớ chống lại quân đội KFOR ở phía bắc Kosovo, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Những hành động như vậy là hoàn toàn không chấp nhận được. Bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức. Liên minh quân sự nêu rõ, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế hành động, tránh leo thang căng thẳng và tham gia đối thoại. KFOR sẽ tiến hành mọi động thái cần thiết để duy trì một môi trường an toàn và sẽ tiếp tục hành động một cách vô tư, không đứng về phía bên nào, phù hợp với nhiệm vụ trong khuôn khổ nghị quyết 1244 về an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được ban hành vào năm 1999. Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani thông báo có 11 quân nhân KFOR bị thương trong các cuộc bạo loạn ở Kosovo. KFOR sau đó cập nhật có tổng cộng 25 binh sĩ bị thương. Trong khi đó, theo tờ Verzhny Novosti của Serbia, các quân nhân của KFOR đã tấn công người Serb đang bảo vệ hòa bình tại các tòa nhà hành chính ở thành phố Zvečan nằm trong vùng tự trị của Kosovo. Theo TASS, quân đội đã phong tỏa các tòa nhà hành chính ở Zvečan, Lebosovic, Zubin Potok và Kosovka Mitrovica. Tình hình ở 4 đô thị của người Serb leo thang vào ngày 26 tháng 5 do lực lượng Kosovo cố kiểm soát các tòa nhà hành chính của thành phố, bất chấp sự phản kháng của cư dân địa phương. Dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn, cảnh sát được cho là đã sử dụng lựu pháo và hơi cay. Phía Kosovo khẳng định các lãnh đạo ở 4 đô thị ở phía Bắc đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 23 tháng 4 sẽ nhậm chức. Tuy nhiên, phía người Serb trong khu vực đã tẩy chay cuộc bầu cử vì Kosovo đã có động thái sai trái, khiến tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ là 3,47%. Chỉ có 1.566 người Albania và 13 người Serb trong số hơn 45.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Tại Trung Đông, các cuộc bắn phá tiếp diễn. Ông Oleg Gurinov, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên đối lập ở Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 5 cho biết, hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ 2 trong số 6 quả bom mà máy bay chiến đấu Israel thả xuống vùng lân cận thủ đô Damascus, không ai bị thương. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 5, hai tiêm kích chiến thuật F-16 của Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào các khu dân cư của Damascus từ không phận của cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Chúng bắn 6 quả bom dẫn đường loại GBU-39.
Vị quan chức sau đó cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ hai quả bom dẫn đường nhờ hệ thống phòng không BUCK-M2E do Nga sản xuất sau cuộc không kích của Israel. Có hai nhà kho bị hư hại, không có thiệt hại về người. Không chỉ Israel, Syria cũng đang có hiềm khích với Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước đang trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, theo TASS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện không có kế hoạch đối thoại với người đồng cấp Syria Bashar Assad. Thông tin được phát ngôn viên của ông Erdogan, Ibrahim Kalin, chia sẻ với kênh truyền hình Al-Haber hôm 29 tháng 5. Ông Kalin nói, cho đến nay và trong tương lai gần, vẫn chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp như vậy. Trước hết, các bên phải tạo ra nền tảng cần thiết. Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét các động thái từ Syria. Chúng tôi cho rằng, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và lãnh đạo tình báo hai nước nên nhóm họp trước để chuẩn bị tốt hơn, tạo nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh. Vị phát ngôn viên lưu ý thêm, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có ba vấn đề quan trọng cần giải quyết, đó là chống chủ nghĩa cực đoan, hồi hương người di cư và tiếp tục đàm phán về chế độ Damascus và phe đối đầu thông qua tiến trình chính trị. Ông Kalin cũng nhắc lại, vấn đề Syria đã được thảo luận trong nhiều diễn đàn quốc tế. Các nỗ lực phối hợp làm việc với nhau đã được tiến hành trong khuôn khổ quy trình Astana. Việc duy trì định dạng này là cần thiết và đôi bên cũng có thể tạo ra định dạng mới. Được biết, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria đã nhóm họp ở Moscow vào ngày 10 tháng 5 trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damascus, cụ thể là trong vấn đề hồi hương người tị nạn Syria, cũng như vấn đề khu định cư ở Syria dựa trên nền tảng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Liên quan đến tình hình châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29 tháng 5 kêu gọi đối thoại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nhận được bất kỳ thông báo nào từ Triều Tiên về kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh không bình luận trực tiếp về vấn đề này. Bà cho biết Trung Quốc hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ có thể giải quyết mối quan tâm chính đáng của họ một cách thận trọng thông qua đối thoại có ý nghĩa. Bình Nhưỡng gần đây tuyên bố đã hoàn thành phát triển vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê duyệt những bước chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng. Các nhà phân tích cho rằng, vệ tinh này là một phần của chương trình công nghệ giám sát, bao gồm cả máy bay không người lái của Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 29 tháng 5 cho biết, Triều Tiên có kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mang danh nghĩa phóng vệ tinh. Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ vạch ra một khu vực hàng hải nguy hiểm mà các vật thể có thể rơi trong khoảng thời gian này. Nhật Bản hôm 29 tháng 5 cho biết nước này chuẩn bị phá hủy bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa lãnh thổ sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch phóng vệ tinh. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết họ sẽ hợp tác với Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các quốc gia có liên quan khác, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế. Họ cũng sẽ thu thập và phân tích thông tin trong khi chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu tại một cuộc họp báo rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo mang danh nghĩa phóng vệ tinh sẽ là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước chúng ta. Ông Matsuno cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chuẩn bị tiêu diệt các tên lửa của Triều Tiên và công tác chuẩn bị đang được tiến hành để triển khai các đơn vị phòng thủ tên lửa BAC-3 tới Okinawa. Liên quan đến Anh Quốc, chính phủ nước này đang tìm cách để các nhà bán lẻ hạn chế giá của các thực phẩm cơ bản như bánh mì và sữa, nhất là khi giá của các mặt hàng thiết yếu này tiếp tục tăng ở mức hai con số, báo cáo của Telegraph chỉ ra. Theo Telegraph, Thủ tướng Anh đã có cuộc đối thoại với các siêu thị về một thỏa thuận tương tự như Pháp, trong đó các nhà bán lẻ chính sẽ bán thực phẩm với mức giá thấp nhất có thể. Văn phòng Thủ tướng không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về báo cáo của Telegraph. Tuy nhiên, khi được hỏi về kế hoạch kiểm soát giá nói trên, ông Steve Barclay, Bộ trưởng Y tế Anh, chia sẻ với đài BBC rằng, điều mà tôi hiểu là chính phủ đã làm việc với các siêu thị trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm thực sự xoay quanh tình trạng lạm phát thực phẩm và chi phí sinh hoạt tăng cao. Chính phủ vẫn quan tâm đến tác động đến các nhà cung cấp khi thúc đẩy giải pháp này. Anh là quốc gia Tây Âu đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất đối với thực phẩm, trong đó giá gạo đã tăng hơn 19% trong năm ngoái, ở mức tồi tệ nhất kể từ những năm 1970. Khoản chi tiêu của các hộ gia đình cũng eo hẹp do giá năng lượng tăng cao, một phần do xung đột ở Ukraine. Các siêu thị lớn ở Anh như Tesco và Sainsbury's đã thông báo giảm giá một số mặt hàng thực phẩm trong những tuần gần đây. Hiệp hội bán lẻ Anh BRC
đại diện cho tất cả siêu thị chính ở Anh, đã đổ lỗi cho những quy định mới của chính phủ đối với giá cả thị trường. Trong một tuyên bố, BRC kêu gọi chính phủ đơn giản hóa các quy định thay vì tạo ra các biện pháp kiểm soát giá cả theo kiểu năm 1970. Andrew Opie, đại diện của BRC nói, biện pháp nhắm vào các nhà bán lẻ hay siêu thị không tạo ra nhiều khác biệt. Giá thực phẩm tăng cao là hệ quả trực tiếp từ chi phí năng lượng, vận tải và lao động tăng cao, cũng như chi phí sản xuất của các nhà sản xuất thực phẩm và nông dân tăng cao. CCTV cho biết, ngành du lịch Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng kể nhờ sáng kiến chuyển đổi tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như thành phố biển Tam Á và thành phố lịch sử Thạch Gia Trang. Thuộc tỉnh đảo Hải Nam phía nam đất nước, thành phố Tam Á từ lâu đã trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với bãi biển trong xanh cùng nhịp sống về đêm sôi động và nét văn hóa đa dạng phát triển mạnh mẽ. Để tận dụng tối đa tiềm năng đó, giới chức địa phương đã thúc đẩy các hoạt động phát triển ngành du lịch của thành phố bằng cách khai thác các danh lam thắng cảnh thuộc sở hữu nhà nước thông qua các mô hình kinh doanh mới. Đơn cử biểu tượng của thành phố, Tianyang Heizhou, một điểm du lịch biển miền nhiệt đới độc đáo, sẽ mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước miễn phí kể từ ngày 1 tháng 6. Phó thị trưởng Tam Á chia sẻ, chúng tôi sẽ phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh một cách mạnh mẽ và bền vững, với chủ trương khai thác các sản phẩm du lịch độc đáo với giá thành phù hợp và bình đẳng. Bên cạnh đó, chủ động mở rộng không gian tiêu dùng du lịch và thúc đẩy hình thành phát triển mô hình du lịch mới, được gọi là All for One. Được biết, All for One chú trọng xây dựng một ngành du lịch công bằng, bền vững và có lợi cho tất cả các bên tham gia, bao gồm cả khách du lịch, cộng đồng địa phương và môi trường tự nhiên. Ở phía Bắc Trung Quốc, thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc đang thúc đẩy mô hình cắm trại với xe dã ngoại, với các hoạt động thư giãn ngoài trời sang trọng. Theo người đứng đầu khu cắm trại, chương trình trên sẽ thúc đẩy kinh tế tại các vùng ngoại ô thành phố. Đinh Văn Chu, giám đốc điều hành một địa điểm du lịch địa phương chia sẻ, với việc tạo ra chương trình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe qua hình thức cắm trại, chúng tôi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và ngành du lịch tại các vùng ngoại ô, đồng thời tạo ra việc làm cho dân làng, cũng như phục hồi phát triển các khu vực nông thôn. Một nhân viên chính phủ Iraq đang sử dụng kỹ năng nghệ thuật của mình để vẽ lên các vật dụng bằng thủy tinh. Với cô, đây vừa là sở thích, vừa là nguồn thu nhập rất cần thiết. Đó là điều tôi thực sự yêu thích. Bất cứ khi nào cảm thấy căng thẳng, tôi lại ngồi vào bàn và tập trung vẽ. Cô Hiba Farsi chia sẻ từ nhà xưởng của mình ở thành phố Basra. Cô bắt đầu dự án nhỏ cách đây 4 năm, đầu tiên là chia sẻ các tác phẩm với gia đình và bạn bè, sau đó mở rộng bằng cách bán tác phẩm của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi tham gia nhiều triển lãm, bà mẹ hai con người Iraq tìm được niềm vui thông qua việc giới thiệu, lan tỏa các giá trị di sản văn hóa trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Các tác phẩm của cô lấy cảm hứng từ kiểu ban công Shanashil nổi tiếng, đó là loại ban công bằng gỗ truyền thống ở Iraq được trang trí công phu trong những ngôi nhà cổ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.